Ví dụ 1 là cho hai đa thức như sau. Đây là AX và BX. Câu A là thầy yêu cầu thu gọn, sắp xếp các hàng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giãn dần của biến. Đây, ví dụ 1 của thầy như sau. Đầu tiên chúng ta có AX bằng bằng gì? Bằng 2X mũ 5. Chúng ta trừ cho 2X mũ 4. Chúng ta cộng với 5X mũ 3. Cộng với 2X bình. Cộng với 3X mũ 4. Trừ 4X. Cộng 2. Trừ cho 2X mũ 5. Cộng 6X. Trừ cho 4X mũ 3. Ở đây có thể là một đa thức. Thế thì bây giờ người ta yêu cầu thu gọn trước. Thu gọn thì thầy đã nói rồi. Thì quan trọng nhất là em phải xác định được các đơn thức đồng dạng. Thế đầu tiên em nhìn đây này. Thầy có đây là 2X mũ 5 này. Đây là 2X mũ 5 này. Đây là hai đơn thức đồng dạng. Chúng ta có đây là 2X mũ 4 này. 3X mũ 4 này là đơn thức đồng dạng. Tiếp theo chúng ta lại có này. Đây là 5X mũ 3 này. Đây là trừ 4X mũ 3 này. Đây là đồng dạng. Và đây chúng ta lại có, đây là, đây chúng ta lại có tiếp là 2X bình.